quy tắc mượn tiền. 1. Mượn 5 triệu thì đến ngày trả phải trả 5 triệu, không phải trả 3 triệu, lần sau đưa thêm 1 triệu, lần nữa đưa 1 triệu. Đưa lẻ tẻ người ta không xoay sở được việc khác. Lúc cho vay đưa một cọc chứ có đưa thành nhiều lần đâu. 2. Mượn đầu tháng, hứa cuối tháng trả thì tới ngày phải trả, không có tiền kịp thì phải báo cho người ta, chứ không phải để qua tháng khác. Người ta hỏi mới nói trả trễ, xin khất. 3. Người ta có làm mấy trăm triệu một tháng là chuyện của người ta, đừng có kêu kiếm mấy trăm triệu một tháng mà có một triệu cũng đòi. Nên nhớ vay ra vay, cho ra cho, còn đã mượn là phải trả dù chỉ 1.000. 4. Lúc mượn tiền mình khóc than, khổ sở, tha thiết, mượn xong lúc trả tiền thì mình phải tươi cười mà trả cho người ta, không phải lúc trả ngồi than, gom tiền chỗ này chỗ kia cực lắm mới đủ trả. Gom đâu là chuyện của bạn, còn tiền bạn thiếu thì phải trả. Một lần bất tín vạn lần bất tin, đừng bao giờ quỵt tiền nợ dù bạn có khó khăn đến mấy đi chăng nữa. Vì như vậy không những đánh mất lòng tin, tình bạn mà còn tự đặt giá trị bản thân xuống vũng bùn. Tình cảm bạn bè là thứ quý giá, tìm được người giúp đỡ ta khi khó khăn lại càng đáng phải trân trọng. Người ta cho bạn mượn tiền không phải người ta thừa tiền mà là người ta trao cho bạn niềm tin, muốn giúp bạn lúc khó khăn. Còn khi người ta đòi tiền bạn không phải người ta thiếu tiền mà là bạn mượn tiền thì bạn có nghĩa vụ phải trả, vậy mới phải đạo làm người. Khi người ta đòi tiền bạn là lúc đó bạn đã mất chữ tín rồi.